Đâu đâu đây. Mình sẽ tặng lại cho anh em nào yêu bé Cún này và có đủ điều kiện để chăm sóc tốt cho suốt quãng đường còn lại của bé. Nếu như anh em đã xem clip trước thì anh em có biết rằng là bé Cún này mình có mua lại và mình có là mang đi tặng. Nhưng mà cho giống phút này thì mình vẫn chưa tìm được một cái người chủ thích hợp. Clip lên thì mình cũng có nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều rằng là tại sao lại nuôi một con chó đến già rồi, kiếm được tiền cho nó rất là nhiều rồi mà bây giờ lại lỡ lòng nào đem nó đi tặng, lại lỡ lòng nào bắt người ta chuyển sạc để rồi mới mang cho. Bản thân mình ấy cũng là một cái người mà kinh doanh và kiếm được tiền nhờ con chó. Trước đây thì mình cũng chỉ có một khoảng rất là nhỏ thôi, chó thì vẫn phải nhốt trong lồng, cuộc sống rất là chật chội, rất là vất vả. Đến giờ phút này thì mình cũng có được một cái thành công nhất định nhờ vào việc là kinh doanh chó rồi, thì mình cũng có điều kiện để mà tạo ra một cái sân chơi để cho tụi chó của mình nó chạy nhảy. Bữa ăn hàng ngày thì mình cũng luôn cố gắng chăm sóc tốt cho nó. Mình dám khẳng định một câu như này, về chất lượng cuộc sống này, về chế độ dinh dưỡng ấy thì thật sự không ai bằng mình đâu. Thứ nhất là mình có cái môi trường sống rất là hợp lý, thứ hai nữa là bản thân mình là mình cũng có rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc chăm sóc chó rồi. Đây là cái tụi này khi mà ở với mình ấy nó sướng lắm anh em ạ. Tuy nhiên chỉ có một cái thôi mà mình không thể cho tụi nó được. Nuôi 100 con chó thế này thì không thể con nào mình cũng thể cho ngủ cùng chủ hay là con nào mình cũng thể dắt đi chơi được. Mình là một người luôn đối xử công bằng đối với từng đứa, từng thành viên một. Bây giờ nếu mà mình cư xử con này tốt hơn một tí, mình cho con này ăn ngon hơn một tí, mình cho con này ngủ với mình, trong khi những đứa khác nó nhìn thấy ấy, cảm giác nó tội lắm, nhìn mặt bọn nó buồn thì mình cảm thấy tội lỗi lắm anh em ạ. Nên là mình không thể làm được luôn ấy. Mình tặng lại cho người mà thật sự yêu thương để nó sung sướng suốt quãng đường còn lại thì có phải là tốt cho nó không, hơn là bây giờ mình bảo con chó này đây ông nào mua lại con chó đi tôi bán cho ông 2-3 triệu thôi. Thật sự mình bán rất là dễ nhưng mà mình không thể làm thế, bởi vì làm thế thì rõ ràng mình đi lừa người ta. Mà đã lừa người ta rồi thì khi người ta cần thu hồi vốn người ta lại sẵn sàng người ta đẩy nó đi, thì rõ ràng con chó khi đấy nó phải lưu lạc tứ xứ không, rõ ràng nó may đây may đó, nó không thể có được một cuộc sống ổn định khi về già không. Nên là anh em hy vọng rằng sẽ hiểu cho mình và thông cảm cho mình. Bản thân mình thì cũng là một người rất là yêu chó nhưng mà mình không thể nuôi và cưng chiều giống như anh em nuôi một vài con được. Mong rằng là bé Cún này khi mà đăng clip này lên thì sẽ tìm được một người chủ nuôi yêu thương chăm sóc tốt cho nó suốt quãng đường còn lại. Ok, bye bye mọi người nha.